Mày nhìn đâu có khó ưa đâu mà nhìn sao mày khó ưa dữ vậy luôn. Vậy thì ông hỏi bà già tôi coi. Bà già mày nhìn cũng hèn từ đẹp gái lắm, đâu phải khó ưa như mày kỳ vậy luôn. Sao đẻ nhìn mặt mày khó ưa vậy? Vậy hả? Vậy thì đâu ông thử hỏi ông hàng xóm coi. Cái gì? Là sao? Không hiểu. Thì chắc có lẽ tôi con ông hàng xóm. Nguyên cái xóm này ngoài mày với anh cha mày còn tồn tại cho được nào nữa đâu mà tìm. Vậy hả? Vậy nói nhỏ nhỏ nha. Ông thử hỏi bà hàng xóm coi sao. Dạ còn lại anh luôn. Thank you.
cho đi spa nhá. Phê phê phê. Phê quá, phê quá. Mm-hmm.